đón áo lòng tiến bước lên đường, nhịp nhàng theo gió sớm về ngát hương, tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui, đem bao chi hương người ca đào thiêng, nghe chim rừng hòa ca liêu lo, vạn trời thanh cao ta reo hò, đem bao nguồn vui sông yêu mến reo vào nơi của tôi làm thơ. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa cố vấn giáo hành
Xin kính mời tất cả quý anh chị trong ban hướng dẫn trung ương, các anh chị trong ban hướng dẫn an toàn, quý anh chị trưởng phó ban hướng dẫn gia đình Phật tử Lâm Đồng và quý anh chị thành viên ban hướng dẫn, kính thưa các anh chị hội đồng cấp tỉnh, giờ phút này mỗi hàng trăm ánh đèn nến lung linh tỏa sáng từ những anh chị tóc đạm bạc theo thời gian đang hòa cùng những mái đầu xanh trong gia đình áo lam, làm chúng ta nhớ lại ánh đèn vô tận đăng của mỗi người huynh trưởng, làm chúng ta nhớ lại những lần phát nguyện thọ lần trách nhiệm trong những kỳ trại huấn luyện, những lần thọ cấp. Làm sao quên được khi chúng ta mang những trọng trách, mang những bậc tiền bối hữu công, quý ân sư, quý ân chị đi trước ủy thác cho huynh trưởng chúng ta. Ai cũng biết rằng gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu đồng niên thành những Phật tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, nên vấn đề nhân sự huynh trưởng tài hàng được đặt lên hàng đầu. Gia đình Phật tử phát triển hay trì tệ, tiến hay lùi, mạnh hay yếu, sống hay chết là do chính những huynh trưởng chúng ta hôm nay ngồi tại đây. Vì vậy, sứ mệnh của người huynh trưởng thật là nặng nề, một trách nhiệm không ai bắt buộc. Nhưng tự thân của mỗi người huynh trưởng đã tự kê vai gánh vác, tự lo toan một trách nhiệm không danh vọng, không tiền tài, nhưng vẫn cứ dẫn thân hy sinh. Những việc làm âm thầm không bút mực nào diễn tả lại hết được, nhưng các anh chị em vẫn cứ làm và làm. Giờ đây ta hãy thanh tình để tìm lại những thanh âm, những hình ảnh của các anh chị đi trước, và hình như các anh chị đang về đây giữa ngôi chùa Vĩnh Minh này để hòa chung tinh thần, để nâng bước cho chúng ta. Một số người nhiều đắng cay ngọt bùi, có cả sự hy sinh thân mạng, nhưng người huynh trưởng vẫn đương đầu chỉ vì một tâm niệm là vì tổ chức, vì đàn em, vì đạo pháp, vì dân tộc. Những hình ảnh ấy suốt 70 năm do đâu mà có? Phải chăng được xây dựng từ đức tin, từ lý tưởng, từ sự tu học của chính mỗi huynh trưởng? Và điều mà gia đình Phật tử tồn tại chính là sự bồi đắp kế thừa của những thế hệ. Hoàn thiện của gia đình Phật tử, cả anh chị em chúng ta thành nhau rất là an bình, có hướng minh, hướng thấy, nhận thấu rõ ràng, mà lo cho cả an bình. Thế thế là lo cho chính mình. Nếu bạn thấy mình không có tình yêu, lo việc bạn thấy mình hết khổ, mà cả thấy mình sẽ tu. Nhưng cả thấy mình đã đi là được, nhưng vì đó nhưng để đau cả mình, nhưng để khổ đau để cho mình những bài học, để cho mình cứ không phải tự tham quan cường tự nhưng để cho cho mình thấy biết bao nhiêu là cảnh khổ phải thấm lưỡi nhiên đâu để tu học và linh thể ăn của cây tu ăn thể của bạn. Nhưng như hải thương chính mình tin vào đời thật lắm mới có khổ thế luôn. Anh trẻ chúng ta hãy nhớ đến người tin này có thể giữ vào lòng với nhận chúng ta thấy lý tổng dễ người ta
hình chữ như thế, chưa thế đầu tàn. Trong thương đời, luôn luôn có một lối sống, lối sống, anh của em, nhà văn chúng ta, có lối sống, có lối đi, và dù có lời cũng đầy, mới cho ta cuộc sống thắng hạn nhất, an nhân thật sự. Tết nhiều ngày, anh trẻ thương chúng ta, hãy cố gắng, nhân rất đau thế. Là người huynh trưởng, chúng ta ai ai cũng biết 10 điều tâm niệm của gia đình Phật tử có một tầm quan trọng trong việc hình thành hình ảnh người huynh trưởng. Hãy kiểm nghiệm lại 10 điều tâm niệm. Điều thứ nhất, tin vào đạo, tin vào gia đình Phật tử. Điều thứ hai, thông suốt đường lối gia đình Phật tử. Điều thứ ba, tránh sự huyễn dụ của tà thuyết. Điều thứ tư, yêu nghề dạy trẻ, nhắm đúng đối tượng. Điều thứ năm, trau dồi kiến thức, hiểu rõ phương pháp. Điều thứ sáu, tuân kỷ luật, chiều huấn luyện. Điều thứ bảy, phát huy sáng kiến. Điều thứ tám, tổ chức đời sống. Điều thứ chín, làm việc có kế hoạch. Điều thứ mười, tác phong nghiêm chỉnh. Trong đó, điều đầu tiên là tin vào đạo, tin vào gia đình Phật tử. Đã là huynh trưởng mà không tin vào đạo, vào tổ chức gia đình Phật tử thì tin ai đây? Đức tin là một sức mạnh tinh thần, nó là nhiệt lượng của cuộc sống, nó là ngọn lửa của tâm hồn. 100 thùng nước không đủ tưới một cây, nhưng một bát nước sôi có thể làm nên chuyện. Đức tin của người huynh trưởng không phải là những lời nói suông, mà phải thể hiện bằng hành động thiết thực, và phải khẳng định gia đình Phật tử chính là đời sống, là hơi thở, là nhịp đập của con tim của chính mình. Muốn vậy, mỗi huynh trưởng cần thông suốt đường lối gia đình Phật tử, phải biết con đường mình đi sẽ đi tới đâu, đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc. Làm việc phải có trên, dưới, trước, sau, phải có hệ thống từ trung ương đến địa phương, từ địa phương đến đơn vị, nhất quán trong tư tưởng đến việc làm. Có như thế, tổ chức sẽ vững chắc như kim cương, không một nồi ma ngoài chướng nào có thể lung lay được. Muốn phục vụ tổ chức, làm công việc giáo dục trẻ, người huynh trưởng phải có kiến thức từ chuyên môn đến tổng quát, từ niềm tin chánh tín đến tâm lý ngành, vân vân. Sự tiếp xúc của người huynh trưởng rất rộng, đòi hỏi huynh trưởng phải học hỏi không ngừng về ngoài mặt. Đừng chủ quan, sống lâu ra lạc lạc, đó là một quan niệm không phù hợp với tổ chức của chúng ta. Để rồi anh chị em lại có tư tưởng bạo thủ, ganh ghét, đố kỵ, không phục nhau. Chúng ta có mặt hôm nay, hãy tuân kỷ luật và chiều huấn luyện. Khi ta chưa thấu hiểu được mục đích, quy củ của gia đình Phật tử, thì phải nhờ sự huấn luyện, truyền trao của chư tôn đức, của đàn anh, đàn chị đi trước. Mà muốn huấn luyện thì phải có kỷ luật. Kỷ luật gia đình Phật tử là tự giác. Vì vậy, không ghép mình vào kỷ luật là bất tuân, là phóng túng, đi ngược lại lợi ích của đơn vị, của tổ chức và phủ nhận con đường mình đã chọn. Đừng vì một chút riêng tư mà phá vỡ công trình,
mà tiền nhân đã bao nhiêu công sức mồ hôi và máu mới xây dựng được, chúng ta hãy ghi nhớ, tư tưởng là hoa, trí óc là bình. Vẻ đẹp tâm hồn có thăng hoa thì thường xuyên lau chùi bình, hoa tươi, bình sạch, thì hình ảnh của người huynh trưởng đâu còn là tượng đá thô sơ, mà là một pho tượng đẹp, một đóa sen ngát hương. Thân giáo của người huynh trưởng rất quan trọng. Thân giáo đó có được là do quá trình sống có sự huân tập rất lâu dài, sống như pháp, nói như pháp. Nó thể hiện trong cuộc sống của mọi người, cuộc sống của người huynh trưởng ảnh hưởng hưởng đến lý tưởng của mình. Nuôi sống được lý tưởng hay không là một phần nhờ vào sự sắp xếp đời sống riêng, công việc xã hội hợp lý. Đừng vì công việc của gia đình Phật tử mà quên đi hoặc không hoàn tất vai trò của một người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con, một người công nhân trong xã hội. Làm sao công tư phải bè tòi, vâng đẹp làm sao? Hình ảnh các anh, các chị, các em đầu bạc, đầu xanh bên nhau cùng xiết tay tu học, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Anh chị nói em nghe, em nói anh chị nghe, ta vẫn mãi mãi là anh, là chị, là em của nhau. Hãy sẵn sàng, hãy sẵn lòng tha thứ, nâng đỡ nhau khi sai lầm, khi vấp ngã. Hãy đến với nhau bằng tình thương, trí tuệ, trong tinh thần bi, trí dũng, lục hòa. Hãy lấy thân giáo làm đầu và hãy sống với nhau bằng sự thật. Một sự thật không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Để rồi anh chị em nhìn không nhìn nhau, xa rời màu lam. Hãy sống hết mình vì gia đình Phật tử, vì đạo pháp, vì dân tộc, và luôn luôn nhớ rằng khả năng và đạo đức không thể tách rời, tri thức và kinh nghiệm phải thực hiện nương nhau. Mười điều tâm niệm không rời, hun đúc rèn luyện một đời không xa. Mãi là anh chị một nhà, nêu cao đức hạnh ta bà làm gương, làm em trong sáng mọi đường, gia đình Phật tử ánh dương sáng ngời, lung linh thân giáo một đời, tác phong nghiêm chỉnh một lời không suy. Hãy đưa ánh lửa vào tim huynh trưởng Phật tử tròn đời áo lam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tòa Cổ Vấn Giáo Hạnh, giờ phút này chúng con đang lắng lòng để xin được nghe lời phát nhũ của thượng tòa Cổ Vấn Giáo Hạnh, giúp cho chúng con sáng tỉnh được niềm tin và hành trì được niềm tin, thể hiện được đúng tinh thần của một người huynh trưởng gia đình Phật tử trong sự mệnh giáo dục theo giáo lý Phật Đà. Chúng con xin cung thỉnh thượng tòa với bài pháp thoại mà thầy sẽ ban cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế Khai Sơn Vĩnh Minh Từ Viện Húy Thượng Tâm Hạ Thanh Từ Giải Tình Hiệu Chơn Nghiêm Hòa Thượng Giác Linh Thì Từ Chứng Giám. Kính thưa anh Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam và trên thế giới. Kính thưa anh Nguyên Tình Nguyễn Đức Thương, Hội đồng Cấp Dũng Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa anh Nguyễn Đức Đôn, Hội đồng Cấp Tấn Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa anh Phổ Minh Trư Công Oai, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia đình Phật tử Lâm Đồng. Kính thưa anh Thọ, chị Chi, Phó Trưởng Ban cùng tất cả quý anh chị trong trại họp mặt năng quan của ngành trưởng tỉnh Lâm Đồng đang hiện diện tại Bình Minh Từ Viện tối hôm nay. Trước khi
Thầy có bài pháp thoại. Thầy xin mời tất cả quý anh chị nghe chung và chúng ta yên lặng trong vài phút. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý anh chị, thầy có hai câu hỏi muốn hỏi quý anh chị bây giờ. Quý anh chị đang làm gì đó và quý anh chị đang là gì đó? Thầy xin hỏi lại, quý anh chị đang làm gì đó và quý anh chị đang là gì đó? Có bao giờ trong đời sống của người huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, chúng ta tự hỏi mình đang làm gì đây không? Và có biết rằng mình đang là ai đây không? Hỏi không cần trả lời. Mỗi người hãy tự quay trở về để hỏi lấy chính mình, đặc biệt trong phút giây này, để chúng ta ý thức rõ ràng được mình đang làm gì đây. Ở nhà buồn quá, đi sinh hoạt cho vui. Mà sinh hoạt thì biết ở đâu, chứ mình già rồi vô tổ chức gia đình Phật tử bằng áo dài, chiều chủ nhật đi nắm tay nhau, cùng nhau múa xung quanh vòng, hát hò cho nó vui, đỡ buồn cái tuổi già. Có phải vậy không? Rồi đi lâu ngày thì thế nào mình cũng được lên chức, bậc kiên, bậc lực, bậc kiên, bậc trì, bậc định, bậc lực. Rồi thế nào, rồi lâu ngày cũng lên cấp tín, cấp tấn, rồi cấp dũng. Cũng vui đấy. Có phải vậy không? Mình đang làm gì đây? Hỏi như không cần trả lời. Và mình là ai? Quý vị học Phật Pháp nhiều năm rồi, mình chẳng là ai cả, mình chẳng là gì cả. Tất cả các pháp có sự tương quan với nhau mật thiết, mình chẳng là cái gì cả trong sự tương quan của các pháp. May mắn nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này được sinh làm thân người, được nghe Phật Pháp, được làm một người huynh trưởng sống trong tinh thần của Bồ Tát Đạo, được học những bộ kinh lớn của Đại Thừa như Hoa Nghiêm, như Niết Bàn, như Pháp Hoa, như Kinh Thắng Mang, như Kinh Pháp Bảo Đàn, như Kinh Duy Ma Cật, nói về lý tưởng của một vị Bồ Tát sống giữa cuộc đời này và khoác trên mình màu áo lam với tinh thần bi, trí và dũng, cùng với cái lý tưởng là đào tạo thanh thiếu đồng niên trở thành những người công dân tốt trong xã hội trên tinh thần Phật Pháp. Một lý tưởng thật đẹp. Mà mình là ai?
thực ra mình chẳng là ai cả. Nếu ai hỏi quý vị, nói cho tôi nghe đâu là cốt tủy của đạo Phật, quý vị chỉ cần trả lời hai chữ, đó là chữ gì? Nhân duyên. Đó là chữ gì? Duyên khởi. Bởi vì tất cả các pháp đều từ nhân duyên mà hiện khởi. Nhờ nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này ở đây, được ngồi cùng với tất cả quý anh chị, đặc biệt ở trong tỉnh Lâm Đồng này, chúng ta được ngồi với anh Châu, đã từng được sinh hoạt với anh Thạnh, và tôi rất là xúc động khi ban tổ chức đã tìm được giọng nói của anh Thạnh từ nhiều năm trước, làm cái nền trong sự tưởng niệm tại trại Hộp Mặt Năng Quang, là pháp danh của anh Thạnh. Để rồi mình thấy rằng mình chẳng là gì cả trong cái sự tương quan của đời sống. Nếu mình hiểu được cái lý duyên khởi thì rõ ràng chỉ còn có một điều là tận hiến trong từng phút giây của đời sống cho cái lý tưởng của nhà Lam. Bởi vì lý tưởng nhà Lam không ngoài lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Vì sao thầy nói cốt tủy của đạo Pháp, của đạo Phật là duyên khởi? Bởi vì tất cả các pháp đều từ nhân duyên hiện khởi. Sự có mặt của một pháp là sự có mặt của tất cả các pháp, và ngược lại, sự có mặt của anh Châu, anh Thương ở đây là sự có mặt của tất cả chúng ta. Và ngược lại, nếu không có quý anh chị thì cũng sẽ không có anh Châu, anh Thương ở đây. Giống như một đóa hoa trước mặt, trong một đóa hoa có đầy đủ tất cả các pháp: mặt trời, mặt trăng, có gió, có nước, có ngày, có đêm, có người nông phu trồng lúa trong đóa hoa, có người thợ may trong đóa hoa, có các em đoàn sinh của mình ở trong đóa hoa này. Và đóa hoa này một lúc nào đó nó cũng sẽ úa, sẽ tàn, và chúng ta đem vứt nó vào trong thùng rác. Lúc bây giờ chúng ta gọi nó là rác. Hoa thì chúng ta yêu, chúng ta thích, mà rác thì chúng ta ghét, chúng ta bỏ. Là người con Phật đó phải tập nhìn thấy hoa ở trong rác và nhìn thấy rác ở trong hoa, thì tự nhiên tất cả mọi sự đều nhẹ nhàng, đều hanh thông. Và cái nhân duyên chúng ta ngồi với nhau tại đây, như lời anh Thạnh vừa vang vọng trên máy: ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau nơi này, ở đây và bây giờ, nó phải là nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đã từng gặp nhau, chúng ta đã từng sống chung với nhau, bây giờ chúng ta mới ngồi lại với nhau như thế này. Có biết bao nhiêu người cùng sinh ra chúng ta trong cuộc đời, nhưng chỉ có chừng đấy có người ngồi lại với nhau đêm nay. Bởi vì chừng đấy có người đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, đã biết là do nhân duyên, cho nên chúng ta phải trân trọng những nhân duyên của đời sống. Có những lúc chúng ta vô tình bịt mặt đi ngang qua nhau, có những khi chúng ta đi ngang qua nhau mà hờ hững, không nhìn thấy nhau, không rõ tận mặt nhau. Bây giờ nhìn rõ mặt nhau, biết đâu rồi nữa sẽ là chim bao. Ngày mai không biết chúng ta có còn ngồi được với nhau như thế này ở đây hay không, chúng ta có còn gặp nhau được hay không. Bởi vì tất cả các pháp đều là duyên sanh,
đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên mà nó diệt. Bây giờ ngồi đây không biết ngày mai mình có còn nữa hay không. Thầy vẫn thường nói, thầy có một câu thơ: nếu lỡ khuya này mình trúng gió. Chẳng hạn như thầy tối nay thầy trúng gió thầy chết, chuyện bình thường, phải không quý vị? Thế thì tại sao chúng ta không quý từng phút giây của đời sống mà chúng ta gặp mặt nhau đây, mà chúng ta cứ để cho những cái tham lam, những cái sân hận, những cái si mê, những cái sự hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, đúng sai, hay dở, tốt xấu, hơn thua, nó làm nhiễu cả đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta bịt mặt nhìn nhau, hay là chúng ta ngoảnh mặt với nhau. Bịt mặt nhìn nhau tức là cùng sinh hoạt với nhau đấy, nhưng mà là bịt mặt. Hoặc là chúng ta ngoảnh mặt quay lưng. Tất cả đều đáng buồn cả. Không riêng gì đối với tổ chức gia đình Phật tử, mà với bất kỳ một chúng sinh nào chúng ta đã gặp trong cuộc đời này, đều là những nhân duyên mà chúng ta phải trân trọng. Dù đó là một đóa hoa nở, dù đó là một làn gió mát bên sông, dù đó là ánh trăng trên đỉnh đầu giữa khuya, tất cả nó đều hy hữu, nó đều hiếm hoi trong từng phút giây của đời sống. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng tất cả từng phút giây đó. Đừng có đổ thừa cho nội ma ngoại chướng, đừng có đổ thừa cho những hoàn cảnh bên ngoài. Giờ này tất cả quý anh chị đang ngồi trước mặt mình, mỗi người một ngọn nến. Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm, phải vậy không? Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm. Chúng ta cứ đổ thừa cho cái này cái kia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đã học rất nhiều kinh điển, nhưng mà chúng ta không có sống thực tiễn với những lời dạy của Đức Phật. Kinh Thắng Mang dạy chúng ta, Thắng Mang phu nhân đã phát 10 đại thọ trước Đức Thế Tôn. Chúng ta đã học rất là kỹ càng rồi. Mặc dù rất trân trọng những bài viết của quý anh chị Bậc Kiên, Bậc Trì, Bậc Định, Bậc Lực, mỗi lần làm bài mà thầy được hân hạnh xem qua và chấm, thầy có một cái nhận xét rằng về mặt trình độ Phật học, về mặt kiến thức, về sự hiểu biết, quý anh chị có đấy. Và các anh chị chỉ trình bày sơ lược những cái hiểu biết của mình, nhưng mà dường như chưa có một bài nào thực sự đáp ứng cái yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi đề ra, là liên hệ những điều mình biết được với sự sinh hoạt của tổ chức gia đình Phật tử mà quý anh chị huynh trưởng là những người đang cầm nắm. Rất là nhiều những bài nhiều năm như vậy thầy chấm, các anh chị chỉ trình bày Phật pháp, nhưng mà đôi lúc chúng ta thiếu thực tế là không đưa ra một vấn đề gì thiết thực chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn như là trong gia đình Phật tử của tôi, trong đơn vị của tôi, có một anh, một chị đề bạc với tôi một vấn đề mà tôi không đồng ý, rồi anh chị đó giận hờn không đi sinh hoạt nữa. Và tôi với sứ mệnh của một huynh trưởng gia đình Phật tử trang bị cho mình cái tinh thần bi trí dũng và những điều mà mình đã học được trong kinh điển, tôi giải quyết cái vấn đề đó như thế nào, trình bày thử cái gì giải quyết đó trong cái bài của mình, xem thử nó ra làm sao. Chúng ta đi vào thực tiễn như vậy, những cái vấn đề rất là thiết thực trong cái tổ chức chúng ta. Chúng ta nói bi trí dũng, nhưng lòng từ bi chúng ta còn yếu kém. Sở học của chúng ta đó thì hạn hẹp, và tinh thần dũng của chúng ta đó nó chưa đạt.
Chính vì thế mà chúng ta run sợ trước những cái thế lực bên ngoài, và chúng ta đổ thừa, bởi vì chúng ta thấy nó bất an cho chính mình, nó không có đem lợi lạc gì đến cho chính mình cả. Cho nên mình rút lui, mình quay lưng, mình ngoảnh mặt. Người ta mới hù một cái là mình sợ mất rồi. Mà mình đã xác định cái lý tưởng của mình là đúng đắn thì có gì để mà sợ? Con đường của mình đi là đúng với chánh pháp thì không có gì phải sợ cả. Đã đúng với chánh pháp tức là đúng với gì? Đúng với pháp chế của bất kỳ một quốc gia nào, của bất kỳ một xã hội nào, thì chúng ta không sợ hãi. Phải không quý vị? Thầy nói này rất là chân tình. Mỗi lần mà quý anh vị, quý anh chị sinh hoạt ở đây này, công an chính quyền nó nằm dày ngoài kia, trưa nay nó vào nó lập biên bản. Thầy nói thật, vậy thầy nói thầy biết là người ta cũng đang nghe đấy. Nhưng mình biết rằng mình làm đúng chánh pháp, tức là đúng với gì? Với pháp luật nhà nước. À, lạ lùng như vậy đó. Bao giờ mình làm sai chánh pháp có nghĩa là mình trái với pháp luật của nhà nước. Còn mình làm đúng chánh pháp tức là mình đúng với pháp luật của nhà nước thì không có gì sợ hãi cả. Ai làm gì đó thì làm, nhưng mình không hề run sợ. Không có phải vì thế mà mình thuộc, mình rút, mình lui. Và cũng vì mình đúng chánh pháp cho nên họ chẳng làm gì mình cả. Họ chỉ xem thử mình đang làm gì đấy thôi, thì có làm gì trái với pháp luật nhà nước hay không thôi. Họ xem thử thôi, chứ họ không làm gì được mình cả. Bởi vì mình làm đúng chánh pháp tức là đúng với pháp luật. Thế thì tại sao phải run sợ? Đây là nói về vấn đề xã hội. Trong buổi tối hôm nay, thời gian ít ỏi, thầy muốn chia sẻ với quý anh chị một số cái vấn đề. Thứ nhất là đối với bản thân, thứ hai là đối với gia đình và xã hội, thứ ba là đối với tổ chức, và thứ tư là đối với hành trình Bồ Tát Đạo của chúng ta. Chúng ta là những người con Phật. Trước hết chúng ta phải hiểu biết Phật Pháp. Những cái gì mà chúng ta biết được từ lâu đến nay đó, coi chừng. Coi chừng gì quý vị? Coi chừng nó cũ rồi. Coi chừng nó không còn thích ứng nữa. Nó không còn thích ứng với cái giây phút hiện tại khi phiền não nổi lên. Dù một ngày quý vị niệm 1000 câu Phật, quý vị làm biết bao nhiêu điều phước thiện, nhưng khi phiền não nổi lên chúng ta không có phương pháp đối trị thì những thứ đó chỉ là gì quý vị? Chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi. Người xưa gọi là thị trịch thánh nhân chi tao phách nhĩ. Đó chỉ là cặn bã của thánh nhân. Và chúng ta vô tình biến mình trở thành một thằng mù bưng đèn. Thầy đã kể các anh chị nghe câu chuyện này nhiều lần rồi. Có một anh chàng mù, đúng không? Một hôm được một người hàng xóm mời đi ăn đám giỗ. Thì anh ta cũng chống gậy anh ta đi. Ngày nào cũng đi mà, trên con đường làng đã quen rồi. Thì bây giờ nghe mời đi ăn đám giỗ thì cũng chống gậy mà đi. À, qua ngồi ăn đám giỗ bắt đầu ngồi nói chuyện cà kê dê ngỗng, trời sập tối. Anh ta nói với anh chủ nhà đó, thôi tôi đi về. Thì ông chủ nhà nói trời tối thui thấy đường đâu mà về. Thì ông mù ông thấy gì đó mà ông cũng ngước mắt lên, ông dòm, ông tắt cười, ông nói ông có khùng không vậy? Tôi mù mà, cho nên ban ngày cũng giống như ban đêm, hồi chiều tôi qua đây được, bây giờ tôi về được. Đâu có gì đâu mà bảo trời tối thui hay là sáng gì, điều đó có liên quan gì tới tôi mù mà. Trời xấu cũng tối cũng giống như trời sáng. Nhưng mà ông chủ nhà thì ông sợ, ông nói ông giờ để ông về nửa đường là có chuyện gì sao? Thôi ông nghe lời tôi, ông bưng cây đèn này ông đi về đi. Ông chủ nhà đưa cái cây đèn này cho ông mù bưng. Ông mù ông tắt cười quá, ông nói tôi đã mù rồi tôi bưng đèn tôi có thấy gì đâu. Nhưng mà ông chủ nhà nói thôi kệ, ông cứ nghe lời tôi đi. Ông cứ bưng cây đèn này đi về. Ông mù ông không thấy người ta, nhưng ít ra cũng nhờ cây đèn này người ta nhìn thấy ông, người ta khỏi tung vào ông. À, anh mù nghe cũng có lý, và anh ta bưng cây đèn đi về. Quý vị thấy hình ảnh đó à? Nó như thế nào? Khôi hài không? Buồn cười không? Nhiều khi đó là hình ảnh của chúng ta đấy. Hình ảnh của chúng ta đấy.
hình ảnh của những người mù bưng đèn, cũng lên pháp tòa giảng cho các em nghe, cũng nói trích dẫn toàn những kinh điển cao vời, ha không ạ? Nhưng mà những thứ đó là gì quý vị? Là những thứ, là cái ngọn đèn của người khác đưa cho mình cầm, mình chẳng thấy gì cả. Cho nên đang đi về giữa đường như vậy, có người tung anh ta cái râm một cái, la lên: bộ không thấy cái đèn sao mà tung vào tôi, không thấy cái đèn thì tung vào tôi. Thì người kia mới nói: ủa, té ra ông có bưng đèn, cái đèn của ông nó tắt đâu từ hồi nào rồi, tắt đâu từ hồi nào rồi. Bây giờ các anh các chị là những người đang bưng đèn đấy, quan trọng là mình có nhìn thấy hay không. Chứ để mỗi khi phiền não nó nổi lên đó, chúng ta không có phương pháp để đối trị, thì chúng ta chẳng khác nào những thằng mù bưng đèn, ôm một mớ kiến thức Phật học cũng từng giảng dạy thế này thế kia, nhưng khi sự việc nó đến với mình không giải quyết được bằng chính những lời dạy của Đức Phật, đó là một điều đáng tiếc. Còn tất cả mọi chuyện khác trong cuộc đời này không có gì quan trọng cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả mọi sự đều thiên biến vạn hóa dựa trên nền tảng của duyên khởi, và nó có nhân quả của nó cả. Có nhân quả của nó cả, không có cái gì nằm ngoài nhân quả. Một sợi tóc cũng không thể rụng được nếu không có nhân quả. Quý vị nên nhớ như vậy. Một sợi tóc cũng không thể rụng được nếu không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Cho nên là người có Phật đó, cái niềm tin quan trọng nhất đó là tin vào nhân quả. Hãy tin tam bảo, tức là phải tin nhân quả. Mà người tin nhân quả đó thì sao? Thì sẽ đạt được một cái đức gọi là đức vô ý, tức là không sợ hãi. Vô ý. Vì sao là vô ý? Thì có gì đâu mà sợ. Nhân nào thì quả, quả nấy. Mình ta gây nhân xấu thì mình sẽ chịu quả xấu. Còn mình đã làm nhân tốt thì thế nào cái quả tốt nó cũng sẽ đến với mình. Có gì đâu mà sợ. Cho nên tin sâu nhân quả sẽ đạt được cái đức vô ý, là không sợ hãi với cuộc đời này. Tất cả mọi sự mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Không cần phải đi xem bói, không cần phải xì sụp cầu nguyện van xin. Giáo lý đạo Phật nền tảng là chỗ đó. Và chúng ta hơn ai hết là những người có thể được xem như là tinh túy của Phật tử. Thì chúng ta không có vin vào những cái thứ mê tín dị đoan, mà chúng ta chỉ cần tin sâu nhân quả, tin sâu tam bảo. Thấy không ạ? Đời sống chúng ta sẽ thênh thang lắm, nụ cười chúng ta sẽ rất là thoải mái. Chuyện gì rồi thì nó cũng không ngoài nhân quả mà. Có gì đâu phải lo, có gì đâu phải sợ. Thì tự nhiên chúng ta sẽ rất là thênh thang, chỉ còn dâng hiến trọn đời mình cho cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Như lời phát nguyện của Ngài A Nan trong bài tựa Lăng Nghiêm, mà thầy tin chắc rằng các anh chị đã từng tụng đọc: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thì tắc danh vi báo Phật ân. Đem hết cái tâm sâu sắc này để phụng sự chúng sinh trong từng sát na, trong từng cõi nước nhiều như cát bụi, như thế mới gọi là báo đáp được ân đức của chư Phật. Cho nên bất kỳ việc gì nó đến với chúng ta, chúng ta làm là để báo đáp tứ ân. Báo đáp tứ ân. Ân quốc gia, ân chúng sinh, ân thầy tổ và ân cha mẹ. Ân quốc gia thì làm sao có chuyện mà một huynh trưởng gia đình Phật tử có thể làm đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, của dân tộc được, đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn á là những người làm cho tốt đời đẹp đạo,
Với cái lý tưởng đó cho nên là dù bất kỳ một thế lực nào họ đặt vấn đề với mình, họ có làm, họ có gán ghép gì mình cũng không sợ hãi. À, họ có chụp mũ mình kiểu nào đi nữa thì mình cũng không có sợ hãi. Họ có nói oan mình đi nữa mình cũng không sợ hãi. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Như trong 10 điều tâm niệm của Lực Bảo Vương Tam Muội đã nói. Vừa rồi thầy có nghe nói tới 10 điều tâm niệm của gia đình Phật tử. Nhưng Lực Bảo Vương Tam Muội nói 10 điều tâm niệm trên lộ trình Bồ Tát Đạo mà tất cả quý anh chị đã biết. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo. Thi ân không cần đáp trả, vì thi ân mà đáp trả là thi ân có mưu tính. Thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. 10 điều tâm niệm trong Luận Bảo Vương Tam Muội dạy rất là kỹ lưỡng, rất là đặc biệt. Chỉ có Phật á, mới dạy như vậy thôi. Trên đời này á, không có một cái chủ thuyết nào mà dạy á, tréo ngoe giống như ông Phật hết trơn. Vì thế đạo Phật là cái đạo đi ngược lại với thế gian mà. Thế gian là cầu cho mạnh khỏe. À, cầu cho thành công, cầu cho suôn sẻ. Mà Phật dạy là nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Không vậy. Nhưng mà cái quý vị cứ chiêm ngưỡng lại, cái gì, cái chiêm nghiệm lại, để quý vị thấy lời dạy của Đức Phật là tuyệt vời, là tuyệt vời trên cái hành trình Bồ Tát Đạo của mình. Cái trang bị cho mình cái tinh thần đó thì quý vị có thể lao vào trong cuộc đời, tạm dùng cái chữ cho nó lý tự đẹp một tí là hóa độ chúng sinh, thênh thang lắm, nhẹ nhàng lắm, và nụ cười vẫn luôn gắn trên môi dù trong thuận cảnh hay nghiệp nghịch cảnh. Anh nhìn vẫn đầy ấm áp lòng từ bi, vẫn chiều mến, đầy sự thương yêu, gặp bất kỳ một trở ngại nào cũng khựng lại hỡi ôi, nhưng rồi thế à, rồi đón nhận nó bằng tất cả sự thương yêu. Mà trước đây Hòa Thượng đã từng dạy, hồi sáng thầy đọc lại câu thơ đó: ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét, vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, tay vững lái thuyền ta lướt sóng. Đạo Phật là đạo từ bi, Đức Phật là đấng từ bi, cửa chùa là cửa từ bi, và người học theo Phật là phải gì quý vị? Phải trải cái lòng từ bi, phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi, mỗi ngày một tăng trưởng, một lớn lên. Chỉ có thương yêu thôi. Cuộc đời này làm gì có giận hờn, có thù oán, có ganh ghét, có hơn thua. Người ta đó hơn mình thì mình kính quý, người ta xấu xa tệ hại thì mình khởi lòng thương yêu họ. Tội nghiệp, làm sao tìm mọi cách để giúp họ, để chuyển hóa họ. Là một người huynh trưởng á, phải nuôi lớn cái lòng từ bi, và đem cái tâm từ bi đó hành xử trong tất cả mọi việc của cuộc đời, thì tự nhiên mọi việc nó đều có thể giải quyết được hết. Nếu có một câu kinh hay nhất trong Phẩm Phổ Môn mà quý vị từng đọc từ nhỏ đó, tôi rất để ý, đó là câu gì quý vị nhớ không? Từ nhãn thị chúng sinh.
là đem con mắt từ bi để nhìn chúng sinh. Thấy không ạ? Từ nhãn thị chúng sinh, mà Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch là mắt thương nhìn cuộc đời đó. Dịch như vậy thì đọc nghe nó hay chứ mà nó không có, nó không có chính, nó không có hết được cái ý này. À, phải trải lòng với tất cả cuộc đời này. Cho một gã ăn mày, một đồng bạc, giúp đỡ một em oanh vũ được học hành, dắt một cụ già qua đường, giúp đỡ những người lối xóm, đối diện với những kẻ bạo quyền, vân vân, tất cả đều bằng niềm thương yêu cả, bằng sự thông cảm, bằng sự sẻ chia, và biết rằng tất cả mọi thứ không có gì nằm ngoài nhân quả cả. Đây là gì quý vị? Là sự nhận thức. Còn cái việc làm nó còn xa lắm quý vị. Hãy làm ở đây và bây giờ, là trong từng cái việc này. Tối nay về nằm gác tay lên trán nè, ngày mai bước ra đường đụng đầu những cái nghịch duyên này, vân vân. Hãy bắt đầu làm trong từng hơi thở của mình. Đó là tu đấy, chứ không phải lên chánh điện tụng kinh niệm Phật mới là tu. Mà trong từng phút giây của đời sống, đối diện với tất cả mọi cảnh, thì mình biết được trang bị cái giáo lý từ bi, hỷ xả, là cái nhân duyên, đó mà, là cái duyên khởi, tinh thần vô ngã, vị tha, không chấp trước, không dính mắc, không cực đoan. Hằng ngày chúng ta giảng nói như thế, nhưng mà làm điều đó đó, không phải trong một công việc gì, mà trong từng hơi thở, trong từng phút giây của đời sống. Để làm sao đó, người ta nhìn vào một người huynh trưởng, người ta cảm thấy tươi mát. Nhìn vào một người huynh trưởng là lòng người ta khởi lên cái tâm đó, là mến đạo. Nhìn vào một người huynh trưởng đó, là người ta thấy đó là một tấm gương để người ta noi theo. Trong từng phút giây của đời sống, quan trọng vô cùng luôn. Hồi sáng thầy nhắc tới hình ảnh của anh Năng Quang, người Hữu Thạnh. Và giọng của anh vừa sang sảng vang lên tại giảng đường này, thầy rất là cảm động. Và thầy nghĩ đúng như anh Oai đã nói, chỉ cần học anh Thạnh thôi, học anh Năng Quang thôi, thì quý vị đã trở thành một vị huynh trưởng tốt, một vị huynh trưởng xứng đáng. Cho nên đối với bản thân của mình là vậy, mình chẳng là cái gì cả. Đừng có mang lên trên người mình những cái chức danh, những cái chỗ đứng trong xã hội hay là trong tổ chức, để lấy cái đó mà thị uy, để lấy cái đó mà làm sự thành đạt của mình. Cái cuộc đời này, thân thể này chẳng là gì cả, mà huống hồ gì ba cái phù phiếm đó. Mà đôi lúc cũng vì cái mà trong kinh gọi là thế gian đó. Quý anh chị biết thế gian là gì không? Gian là giãn cách đó. Giữa hạt bụi này với hạt bụi kia đó, nó giãn cách với nhau, cho nên nó trở ngại lẫn nhau, phải không ạ? Giữa cái vật này với vật kia nó trở ngại nhau. Ồ, nhưng mà cái bàn này với cái bàn kia nó trở ngại nhau, không nói làm gì đi, nhập chung vào không được đi. Cái tên này với cái tên kia nó trở ngại nhau, cái danh này với cái danh nọ đó nó đụng chạm nhau, mà nó sinh ra mọi thứ phiền não trong cuộc đời. Bây giờ thầy hỏi quý vị đang là gì đó, thì câu trả lời là gì quý vị? Mình chẳng là gì cả. Mình chẳng là gì cả. Đến nỗi một hạt bụi mình cũng không là một hạt bụi. Trình Công Sơn nói, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Nhưng mà thật ra đó, ngay cả hạt bụi mình cũng chẳng là cái hạt bụi nữa. Chứ đừng có nói là hạt bụi nào mà hóa kiếp. Mà hạt bụi mình cũng không là hạt bụi nữa. Tất cả các pháp đều duyên sanh mà. Hạt bụi nó cũng trải qua biết bao nhiêu nhân duyên thì nó mới trở thành hạt. Hạt bụi, chứ đừng nói gì cái con người của mình. Trùng trùng điệp điệp duyên khởi. Thế mình chẳng là cái gì cả, chỉ biết là mình không là gì cả. Thì chuyện vợ, chuyện con, chuyện gia đình, chuyện xã hội, đó là những cái nhân duyên tạm thời trong một giây phút. Chỉ có cái quan trọng là lý tưởng Bồ Tát Đạo trong
trong gì? Trong tinh thần của gia đình Phật tử phải luôn được thắp sáng, dù phải xả bỏ thân mạng này nhiều kiếp để báo đáp ân đức của chư Phật, để phụng sự chúng sinh vẫn chưa hết được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói không có một tấc đất nào trong đại địa này mà không có thân xác của chư vị Bồ Tát bỏ xuống để hóa độ chúng sinh. Thế mà mình cứ mang cái danh này, cái chỗ đứng nọ, đem cái bản ngã thật là to của mình để mà ứng xử với nhau, rồi có khi bịt mặt nhìn nhau hoặc ngoảnh mặt với nhau, đó là điều rất là đáng buồn, rất là đáng tiếc. Nhìn hình ảnh tất cả quý anh chị đang ngồi tại đây hôm nay, thầy rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì thầy tin rằng cái trại năng quang này nó có một cái năng lượng lớn, một cái từ trường tỏa ra từ tất cả quý anh chị, và thầy cảm nhận được. Cho nên thầy tin vào sự vững mạnh của gia đình Phật tử Lâm Đồng, đó là điều chắc chắn. Nếu mỗi anh chị, mỗi người hãy quay về, chỉ cần hỏi mình đang là ai đây và mình đang làm gì đây. Nếu mình không biết rõ mình đang làm gì đó thì bỉa mai thay và uống phí một đời khoác chiếc áo lam này với cái tên gọi huynh trưởng của đàn em. Còn mình biết mình là gì rồi thì còn gì đâu để nói đâu. Tất cả mọi thứ không có gì đáng nói cả. Phải nhận thức cho rõ lắm. Chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm là trước nhất đối với bản thân của mình. Kinh Lăng Nghiêm dạy: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nếu để mất cái tâm Bồ Đề mà tu hành các pháp thiện, đó là nghiệp của ma chứ không phải là nghiệp của Phật. Dù quý anh chị sinh hoạt gia đình Phật tử, trước đàn em giảng nói Phật Pháp, có tiền đi cúng chùa, xây chùa to Phật tử, lăn xả vào tất cả mọi việc của xã hội, của từ thiện, vân vân, mà không dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm thì đó là ma sự chứ không phải là Phật sự. Quý anh chị nên nhớ như vậy. Để một chút danh nó dính vào đó là ma sự, để một chút lợi nó dính vào đó là ma sự, để cho cái tên của mình mọi người biết đến là ma sự, để làm cho chùa mình nó hơn chùa khác là ma sự, để làm cho gia đình mình được nổi tiếng hơn gia đình khác là ma sự. Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Để mất cái tâm Bồ Đề mà tu hành pháp thiện, đó là nghiệp của ma chứ không phải nghiệp của Phật. Mà tâm Bồ Đề là gì? Là tâm thượng cầu hạ hóa, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Nhiều anh chị nói thầy nói cao siêu quá. Trời ơi, con bản thân con lo con gõm sống mà nói chuyện làm Phật đạo, thành Phật đạo xa quá, có vẻ không thực tế, có vẻ ảo tưởng. Đó là bởi vì các anh chị chưa hiểu trên cầu Phật đạo nghĩa là thế nào. Con đường thành Phật là con đường giải trừ phiền não, phải không? Thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng làm gì? Cũng giải trừ phiền não, cũng đoạn trừ phiền não. Một niệm tham khởi lên, chúng ta biết nó là tham, để chúng ta hết tham, đó là thượng cầu đấy. Một niệm sân khởi lên, chúng ta chấm dứt cái niệm sân đó. Chúng ta nhận biết rằng nó không thật, cả cuộc đời này nó không thật. Huống hồ gì một câu nói của anh huynh trưởng của mình nói cho mình nghe, la mình một cái mà tự nhiên mình nổi giận đùng đùng lên rồi mình bỏ. Như vậy sao gọi là cầu Phật đạo? Như vậy mình đi với đường Phật tử để làm gì? Mình chưa trang bị cái tâm Bồ Đề thì mình không làm huynh trưởng được. Trên cầu Phật đạo là thế. Quý anh chị đừng nghĩ cầu Phật đạo là tu để thành Phật, nghe nó dễ sợ quá. Bây giờ mình đang sân nè, mình biết mình là huynh trưởng, tại sao mình lại nổi nóng? Tại vì cái nhãn mình nó to quá. Thôi hết nóng, đó là thượng cầu.
Đó là trên cầu Phật đạo đấy, phải không ạ? Chứ đâu có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà trong từng phút giây của đời sống, chúng ta phải không hề mệt mỏi để phụng sự cho cái lý tưởng trên cầu Phật đạo.